Rồi, Thạch xin chào tất cả các anh em đam mê đang theo bước chân con Thạch để chinh phục đỉnh Hai Thị. Thì hôm nay Thạch sẽ chia sẻ thêm một kiểu của phóng của anh em về dòng xe Sibor. Thì hôm nay Thạch sẽ nhắc đến dòng xe của Sibor đời 2001 đầu 47. Thì Thạch xin mời anh em có một phần hình để Thạch chia sẻ những chi tiết về xe Sibor đời 2001. Rồi, đợi anh em nhé. Rồi, thì bây giờ Thạch sẽ cho anh em xem cái khung số máy và nói rõ về chiếc Sibor đời 2001 đầu 47. Thì trước màn hình anh em đang xem là con Sibor đầu 47 đời 2001. 46, 47 là đời 2001 nha anh em. 48 thì cuối 2001, đầu 2002, 49, 50 là 2002. 50 rất là hiếm, 49, 50 là qua gửi với 2003 luôn. 48, 49 là 2002. Thì đặc biệt cái dòng 2001 và 2002 nó có một điểm đặc biệt như thế này. Thì nó là hàng nhập cục về Việt Nam, nhập làm 3 cục của Việt Nam gáp. Rất là nhiều xe có nhãn hiệu Yoga hoặc Yoga hoặc là Victory, hiếm lắm mới có Suzuki. Thì chính vì chỗ đó nó mới không có giá trị bằng xe 9899, bằng xe 99 và 2000. 2000 thì có thể còn xài chung đồ với 99. 2000 đầu có 40, Thạch mới mua được chiếc 2000 đầu 40 xài chung đồ với 99. Thì con đó hôm nay bận quá chưa up lên để review cho anh em xem con đó, thì vài ngày nữa Thạch sẽ đem lên review cho anh em xem con mà Thạch lấy được đầu 40 còn xài chung đồ với 99. Thì bây giờ quay trở lại con 2001 này, là đầu 46, 47 là 2001. Thì 2001 cản sẽ là màu xám, này là xám nha anh em. Màu vàng là cản của 2000. Thì 2001 có đầu 46 và 47, giấy của nó là giấy thường anh em chúng ta thường gặp là Victory và Yoga. Và cái lốc ở bên kia thì nó còn chữ Z, tại vì nó có thể là Z hoặc là S lẫn lộn, nhưng đặc biệt 2002 là chữ S toàn bộ, còn 2001 có thể có Z, có thể có S, anh em nhớ nghe. 4647 đầu 4647 đó. Thì đây xin mời anh em xem các bạn xe của nó. Thì thường anh em rất là phân vân về chuyện này, mua xe Sibor tại sao nhãn hiệu không Suzuki mà lại là Victory hoặc là Yoga, thì Thạch đã có nói trên những clip trước. Nó cũng là đúng một chiếc xe Sibor, cũng là hàng nhập ở bên Malaysia về, nhưng mà nó nhập theo cục chứ không nhập theo thùng như chiếc 99 của chúng ta. Thì chính vì cái chỗ nhập cục qua Việt Nam này ráp cho nên cái giá của nó không cao so với 99 riêng. 99 nhập thùng riêng giá trị của nó sẽ là 5-600-7 hoặc là 700 triệu, giá trị tới cỡ đó đó. Còn 2001-2002 á thì hàng nhập cục ít anh em chịu chơi, tại vì thường anh em biết tại sao cái tâm lý người chơi là người ta khoái hàng thùng hơn hàng nhập cục. Giống như quay alpha vậy thôi, quay alpha lóc đen và quay alpha lóc trắng vậy. Cũng giống như chiếc rim Thái và chiếc Super Rim, thì chiếc nào nhập thùng về là nó người ta rất là chuẩn, người ta có thể bỏ số tiền ra 5-600-700 triệu để người ta sở hữu được nó. Còn những chiếc mà nhập cục về Việt Nam ráp thì anh em ít chịu có bỏ tâm lý ra để mà chơi số tiền lớn. Thạch cũng vậy thôi. Nếu như đã gọi là Sibor 2001, 2002 thì Thạch chỉ chơi xe dọn, còn xe riêng mà tương đương cái giá Thạch không có chơi, Thạch không chơi nha anh em, cái này là không chơi. Nhưng mà cái tâm lý của Thạch chơi là Thạch không chấp nhận bỏ số tiền 4-500 triệu ra Thạch mua chiếc 2001, 2002 còn nguyên riêng, không bao giờ. 98, 99 nguyên riêng ta tới Z, 4-500 triệu Thạch dám đồng ý bỏ số tiền ra mua. Tại vì anh em biết, riêng cây bô xe của đời 99 thôi có giá trị 5-600-700 triệu. Còn cây bô xe đời 2001, 2002 anh em bán được 20 triệu không? Không bao giờ. Đó là điều tâm lý thứ nhất để Thạch chơi con xe. Thì quay trở lại con 2001 là cái giá của nó tại sao không có bằng 99 và 2000 Thạch đã nói rồi. Và còn ngược lại còn thêm một cái điểm để anh em khi nghiên cứu chơi về 2001, 2002 thì mua giấy Suzuki sẽ có giá trị hơn giấy Victory và Yoga. Tại vì á, giấy Victory và Yoga anh em còn ngại, rất là ngại nhiều. Tại sao xe Suzuki mà nhãn hiệu Victory và Yoga thì là người ta lúc đó người ta nhập khẩu ở Việt Nam, người ta trốn thế, ta khai những cái thuế cái nhãn hiệu này để thuế nó rẻ hơn. Còn đúng nhãn hiệu Suzuki á, là của xe Nhật thì nó sẽ mắc hơn. Còn Yoga Victory là nhãn hiệu của xe Trung Quốc cho nên thuế nhập của mình nó sẽ rẻ hơn. Người ta khai như vậy thì nó bị dính cái nhãn hiệu từ cái lúc nhập khẩu qua cho mình. Thì đây mời anh em hướng mắt về màn hình để xem cái cà vẹt của con xe Victory. Thì bây giờ cho phép Thạch được che lại ba con số cuối. Rồi xin mời anh em cận cảnh về cà vẹt xe. Rồi thì anh em thấy cái dòng dưới này nhãn hiệu là
Story, đúng không? Còn tất cả các thứ đều giống xe Sebo của mình hết nè. Số loại là RRV 120, dung tích xy lanh 120, thì đây cũng chính là một chiếc Sebo, nhưng mà đã khai nhãn hiệu thành Victory và Yoga thôi. Nhưng mà nó cũng đúng là hồ sơ Sebo xe nhập ở bên Malaysia về, nhưng mà nhập cục Việt Nam mình ráp. Rồi thì bây giờ nó là đầu 47, thì giờ anh Thạch xin mời anh em hướng mắt màn hình để Thạch cho anh em xem được cái số khung số máy của nó. Còn xe thì tương đối như xe mình thôi. Rồi Thạch sẽ che lại ba con cuối. Rồi thì BMS RU120 U2XA 47. Thì 47 đó là 201 25. Rồi. Và cái lốc bên này là chữ Z. Đó, thì lốc chữ Z tương đương với những chiếc xe của chúng ta thì Thạch đã nói rồi. Đồng hồ thì ba kim cũng giống nhau thôi. Rồi thì hồi nãy giờ Khanh Thạch chia sẻ kinh nghiệm đến cho anh em, và Thạch đã nói rõ về dòng xe của 201 và phân tích cho anh em hiểu tại sao đời 99 nó lại có giá trị cao đến như vậy. Thì nãy giờ Thạch đã giải thích cho anh em hiểu rồi, thì Thạch mong anh em xem được clip này cố gắng tiếp thu để bồi bổ thêm cái kiến thức để mình chinh phục đỉnh đam mê. Xin mời những anh em có nhã ý đam mê thì và đang bắt đầu bước vào chơi thì Thạch mời anh em hãy theo bước chân của anh Thạch để chúng ta chinh phục đỉnh khai thi. Bên phải màn hình có chỗ đăng ký kênh, Thạch xin mời anh em nhấn vào đó và nhấn cái chuông. Khi nào Thạch chia sẻ nghiệm đến cho anh em thì anh em sẽ nhận được thông báo và vào để xem được những cái gì Thạch chia sẻ cho anh em để nghiên cứu và cùng với Thạch để chinh phục đỉnh đam mê. Clip này đến đây đã kết thúc, tại vì Thạch còn rất là nhiều việc, như anh em đã thấy 3-4 con xe đang đợi Thạch làm. Rồi Thạch chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở clip sau nhé.